Ôi ôi, đau quá, đau thế. Tôi đứng dậy. Chú cháu gì cái loại mày? Con cháu mất dạy, suốt ngày gài bẫy để vợ tao tẩn cho tao. Không ra cái gì. Ai của chú ấy, đằng nhà đằng nhằng, lại còn phải xấu vợ nữa chứ. Nếu mà là chồng cháu nhá, cụ đi đúng giờ luôn. Mà sao chú không đi làm lành với vợ chú đi? Vợ à, anh trêu vợ tí thôi. Bây giờ ấy, em muốn mua gì ấy, là anh mua cho em ngay. Tôi chả muốn mua gì cả. Hay là em muốn đi xem phim, em muốn xem cái gì thì anh cho em xem cái đó. Tôi muốn xem cái điện thoại của ông. Đừng có ông. Ô, chú Tung, sao chú không đi dỗ vợ chú tiếp đi, đứng ở đây làm gì? Riêng cái mộ đấy, không bao giờ tao dỗ nữa. Đã thế nhá, phải cho con mụ ấy biết ai mới là trong nhà. Từ chú, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Mày đừng cản chú. Em cháu, chú bảo dạ. Bây giờ chú sẽ bỏ vợ để đến với em cháu. Em cháu đồng ý chứ? Không, ông dở à? Còn gì nữa đâu. Đã thế nhá, hôm nay ông làm ngô ra ngô, khoai ra khoai luôn. Đã thế nhá, ông làm ngô ra ngô, khoai ra khoai. Sao anh tặng em bao nhiêu quà mà sao em không vui? Mà lên xe sao lại cười tươi ấy? À, em đang xem phim trên cái màn zin của xe mình ấy chồng. Cái màn hình trên xe mình ấy thì cũng chỉ xem được camera sau mới lại thời tiết thôi. Có cái gì đâu mà xem. À, em vừa mới được tặng con West Vision M6 này chồng. Biến màn hình zin của xe mình thành màn hình Android, đầy đủ chức năng giải trí luôn. Xem phim, nghe nhạc, bản đồ đủ cả. Thích lắm. À, cái này hay đấy. Này, cái này ai tặng em đấy? Sugar Daddy của tôi tặng cho đây. Đi thôi Sugar Daddy của em.